Hi, xin chào các bạn và quý khách hàng quay trở lại với kênh của mình Lâm Hoàng Mercedes. Ở video ngày hôm nay thì Hoàng sẽ quay cho quý anh chị xem ba chiếc xe C-Class sẵn ở showroom mình là đủ luôn, và mình đã sắp xếp chiếc xe theo phiên bản từ thấp tới cao ha. C200 Avantgarde là chiếc màu đỏ nè, và C200 Avantgarde Plus là chiếc màu xanh, và C300 AMG đó chính là màu xám, một cái màu khá là đẹp luôn. Ở đây chỉ còn thiếu hai màu nữa sẽ là đủ 5 màu luôn. Thì ở phía bên đây Hoàng có một chiếc xe GLC 300 màu trắng và một chiếc GLC 200 Formatic màu đen. Đó, đây là 5 cái màu của trên chiếc xe C. Còn ví dụ như trên GLC thì sẽ có trắng, đen, màu xám và màu đỏ phía trong cùng. Hiện tại thì màu xanh ở trên GLC thì chưa có sơn được quý anh chị. Hiện tại Việt Nam mình thì GLC phiên bản X254, có nghĩa là phiên bản all new như chiếc hai chiếc GLC bên này, thì hiện tại là chưa có màu xanh. Chỉ có 4 màu cơ bản là đen, trắng, màu xám và màu đỏ thôi. Đó, còn dòng xe C thì sẽ đủ 5 màu như Hoàng quay luôn. Đó, ở video này thì quý anh chị cũng có thể dễ dàng nhìn thực tế được các cái màu sắc của chiếc xe, màu đỏ này, xanh và màu xám. Màu xám trước đây là màu của AMG. Nếu quý anh chị muốn sở hữu màu này là mình phải mua giống như một option đó các bạn. Và bây giờ thì được sơn tiêu chuẩn trên dòng C và GLC luôn. Đó, và màu trắng và màu đen ở trong cùng. Màu trắng đen thì là hai màu rất là cơ bản, rất là được nhiều khách hàng lựa chọn. Rồi bây giờ thì Hoàng sẽ quay lại vấn đề chính, có nghĩa là quay cho quý anh chị xem được cái sự khác nhau ở trong và ở ngoài của những cái phiên bản xe C. Về đầu tiên thì Hoàng sẽ giới thiệu về chiếc này là chiếc xe C200 Avantgarde. Thì chiếc xe này là cơ bản của chị trang bị tiêu chuẩn ha. Trang bị tiêu chuẩn nhưng cũng rất là nhiều tính năng an toàn được trang bị trên chiếc xe này. Về phần thiết kế thì quý anh chị sẽ thấy nè, Avantgarde sẽ thiết kế tất cả dòng xe C bây giờ là đều thiết kế theo phong cách thể thao hết. Nắp capo ha, nắp capo có hai đường gân. Đó, quý anh chị thấy trên nắp capo có hai đường gân nè, cái này bên Mac City người ta gọi là thiết kế power dome. Tất cả phiên bản C luôn. Thì bây giờ em sẽ quay xa để quý anh chị xem đủ được ba chiếc xe. Đó, chiếc xe 200 Plus cũng có đường gân nhập nổi luôn. C300 cũng vậy nè. Đó. Và nhìn trực diện như vậy thì quý anh chị sẽ thấy cái phần cản trước mỗi dòng xe sẽ khác nhau ha. C300 sẽ khác với lại hai chiếc xe 200. C300 là do có gói thiết kế AMG Line nên quý anh chị thấy phần cản trước, cản sau mà ca lăng nó sẽ khác với lại chiếc xe 200. Rồi tiếp theo đó chính là phần đèn. Quý anh chị sẽ thấy trên hai chiếc C200 nó là đèn LED High Performance tự động bật tắt, cái là quá cơ bản rồi. Nhưng mà trên chiếc Plus thì hệ thống đèn sẽ có thêm tính năng gọi là pha cốt tự động. Và qua chiếc C300 thì sẽ là LED Digital Light, một cái công nghệ LED hiện đại nhất hiện tại bây giờ của Mercedes-Benz. Và chiếc này là pha cốt thông minh, có thể có khả năng là chống chói các phương tiện đi ngược chiều và hoạt động tùy theo điều kiện thời tiết và đường xá khác nhau, rất là an toàn luôn. Và cái khả năng chiếu sáng của nó ban đêm thì cực kỳ là tốt quý anh chị. Là chiếc C300, công nghệ thì option thì trên chiếc C300 hầu như là full hết rồi. Rồi quay trở lại với hai chiếc C200 thì ở ngoài quý anh chị sẽ thấy khác cái mâm. Đó, cái mâm hôm qua giờ quý anh chị sẽ thấy trực diện luôn nè. Phần lớn đó là khác cái mâm xe. Còn kiểu thiết kế thì hai chiếc xe sẽ tương đồng nhau về kích thước, thì tất cả các phiên bản thì cũng đều xem như nhau quý anh chị. Đó, ở ngoài thì khác cái mâm thôi. Rồi em sẽ quay của chiếc C300. C300 thì được trang bị mâm là mâm AMG. Đó, kích thước là 18 inch. C200 Plus cũng là mâm đa chấu 18 inch và C200 Avantgarde thì là mâm 17 inch. Về động cơ thì hai chiếc C200 đó là động cơ 1.5 hybrid và C300 đó là động cơ là 2.0 hybrid. Thì hai chiếc xe C200 thì công suất là khoảng 204 mã lực và C300 đó là 258 mã, mạnh nhất trong ba chiếc xe. Đó. Và bây giờ thì em sẽ đi qua cái phần đuôi để xem quý chị xem có gì khác không nha. Đa số phần đuôi xe của ba chiếc xe này thì thiết kế gần như là hoàn toàn gần như là giống nhau luôn. Chỉ có khác một chút ở trên phiên bản C300. C300 thì cái phần đèn LED nè quý anh chị. Cái đèn hậu nó sẽ có hiệu ứng khi mà mình mở cửa thì nó sẽ chạy từ trong ra ngoài, và khi mình đóng thì nó chạy ngược lại. Đó, nó sẽ có thêm hiệu ứng thôi, còn cách thiết kế thì y chang, tất cả các xe đều y chang nhau hết. Và một điểm khác thứ hai đó chính là cái phần ống xả. Ống xả của C300 quý anh chị thấy ha, nó sẽ khác. Và cái phần cản sau nó sẽ khác nè, nó sẽ có cái khe thông gió ở đây. Tại vì trên chiếc C300 này sẽ
là hiệu ứng, anh xin lỗi quý anh chị, là mang thiết kế AMG Line đó. Còn như trên hai chiếc xe 200 thì sẽ là tương đồng nhau. Và phần cốp thì chiếc xe 200 Amigas là cốp cơ quý anh chị, còn hai chiếc còn lại nó là cốp điện và có tính năng đá cốp cho mình. Trên xe 300 thì quý anh chị sẽ thấy khác thêm một cái nữa, đó chính là hai cái lườn bên hông. Này, em sẽ quay em dùng quay giữa hai cái xe quý anh chị sẽ thấy rõ ràng luôn. Đó, trên chiếc xe 200 thì sẽ không có cái lườn như vậy. Và bên xe 300 đó, quý anh chị sẽ thấy rõ luôn ha, sẽ có một cái lườn giúp cho chiếc xe trông thể thao hơn, tại vì bên chiếc xe 300 này mang phong cách là AMG Line. Một điểm khác nữa đó chính là cái phần phanh. Phanh trên chiếc phanh trên chiếc xe 300 có chữ Mercedes-Benz và phanh đục lỗ. Phanh đục lỗ này thì do mang gói thiết kế AMG Line nên được mâm nè, rồi phanh đục lỗ kích thước lớn. Còn đối với xe 200 thì sẽ chưa được trang bị cho nó quý vị nha. Cái đó chỉ trang bị trên gói AMG thôi. Đó, đây là cái phần đĩa và cái máy phanh của chiếc xe 200. Đó. Rồi một điểm chung là ví dụ khi mình mở cửa ra ha. Mở cửa ra thì sẽ có một cái logo. À, trước khi mở cửa thì quý anh chị sẽ thấy trên xe 200 Amigas Plus và xe 300 thì sẽ có chìa khóa thông minh Keyless Go. Nó còn trên xe 200 Amigas là cơ bản là không có tính năng này. Khi mình mở cửa ra nè thì sẽ có một cái logo Mercedes-Benz chiếu xuống mặt đường. Đó, và khi quý anh chị lùi xe ha thì cái logo này sẽ tắt và sẽ mở một khoảng sáng hai bên hông giúp quý anh chị về xe ban đêm sẽ an toàn hơn. Đó. Này là cái phần đèn khi mà em mở đèn lên nè. Rất đẹp ha. Và bây giờ hãy cùng em trải nghiệm nhanh qua sự khác nhau ở trong nội thất nha. Đây là trước khi mà mình vô trong khoang nội thất nè, thì quý anh chị thấy các cái kiểu thiết kế này sẽ trên các chiếc xe C sẽ giống như nhau, điều khiển điện một chạm hết. Và xe 200 Amigas thì sẽ không có rèm điện phía sau lưng nên sẽ không có nút ở đây nè quý anh chị. Nó là một điểm khác nhau này. Và ngoài ra thì điểm khác biệt lớn nhất đó chính là cái phần không gian nội thất. Ví dụ như là cái mặt đắp lô này. Mặt đắp lô này xe 200 thì là bọc nhựa cao cấp các bạn, nhựa mềm ha, rất là cao cấp luôn. Và màn hình 12.3 inch sau người lái nè, màn hình 11.9 inch kia thì tất cả các ba phiên bản thì đều trang bị giống như nhau. Và khác một cái nữa đó chính là cái phần ốp nội thất. Xe này sẽ ốp bằng cái họa tiết gọi là họa tiết màu xám các bạn. Còn trên xe 200 Amigas sẽ ốp gỗ và trên xe 300 sẽ là ốp sợi kim loại. Vô lăng thì trên hai chiếc xe 200 thì sẽ y chang nhau luôn. Đó. Và bệ tì tay cũng y chang luôn các bạn. Tất cả phiên bản của bệ tì tay đều là bóng ha. Sạc điện thoại không dây hay là kết nối Apple CarPlay Android Auto thì tất cả phiên bản thì đều được trang bị hết. Tại vì trên những chiếc xe này sẽ sử dụng hệ điều hành MBUX thế hệ mới nhất hiện tại bây giờ. Đó. Nên cái kết nối không dây rất là cơ bản rồi. Điện viền nội thất thì các xe cũng sẽ tương tự như nhau. Và phần nội thất thì tất cả các phiên bản của C-Class thì đều được trang bị ghế da là Atico. Và có hai sự lựa chọn màu nội thất, đó chính là màu đen hoặc là màu nâu. Nếu như quý anh chị lựa chọn màu nâu thì một cái điểm khác biệt ở trên dòng xe C đó chính là cái trần sẽ là màu đen luôn. Và ví dụ như mình chọn ghế màu đen thì cái trần sẽ màu sáng là chiếc xe, giúp cho chiếc xe là nó hài hòa hơn. Nếu có trường hợp mà ghế da màu đen mà cái trần mình màu đen luôn thì cái xe nó rất là tối. Và khi tối thì các bạn và quý khách hàng sẽ cảm nhận như là dùng cái không gian thì nó tạo cho mình một cái dạng cảm giác rất là chật. Đây là ghế thiết kế kiểu mới nè quý anh chị, điều chỉnh điện ha. Điều chỉnh điện mà ngoài ra thì khi mà quý anh chị đi xa sẽ có tính năng là thư giãn nhẹ trên tất cả các dòng xe luôn. Này em quay sơ lược cho quý anh chị xem sự khác nhau cơ bản thôi, để quý anh chị có thể dễ dàng lựa chọn cho mình một mẫu xe phù hợp. Rồi các tính năng an toàn cơ bản ở trên chiếc xe này thì ví dụ như là điểm mù này, cảnh báo điểm mù, rồi phanh khẩn cấp thì trên tất cả các phiên bản thì đều được trang bị. Cái này là có cảnh báo điểm mù luôn ha, điểm mù trên hai chiếc xe C thì đều có cảnh báo điểm mù và gương phía bên người lái và gương trong xe là chống chói tự động cho mình. Khi mà có xe chiếu đèn từ phía sau lên hoặc là mình đi trời nắng chiếu vô thì gương sẽ chuyển sang màu xanh để giúp chống chói cho mình. Đó. Và đây là khoang ở phía sau. Kích thước của tất cả các phiên bản thì đều như nhau quý anh chị. Nhưng mà so với các phiên bản C180, C200 hay C300 trước đây á thì những chiếc xe này nó sẽ rộng hơn, tại vì kích thước nó có phần gia tăng đáng kể. Phía sau thì các phiên bản thì đều trang bị như nhau.
thượng tay có cái chỗ để ly này, nhưng mà trên chiếc xe 230 bên gác thì sẽ không có rèm che nắng, nó không có rèm che nắng hai bên hông cửa ha, và rèm điện như bữa nãy mình có chia sẻ, đó rèm điện phía sau sẽ không được trang bị này. Còn về các tính năng loa thì trên chiếc CC 200 Avgas này sẽ trang bị cho mình là loa tiêu chuẩn theo xe luôn. Nhưng mà nghe âm thanh cũng rất là hay. Rồi bây giờ thì Hoàng sẽ qua chiếc CC 200 Plus ha, xem nó hơn cái gì nè. Việc đầu tiên nó hơn là các bạn sẽ được chìa khóa thông minh kèm theo đáy cốp, cốp điện, đó, mâm khác. Động cơ thì như nhau các bạn, 1.5 hết. Bây giờ thì Hoàng sẽ quay cái phần gỗ. Đó, khi mình bật cái điện lên thì rất là đẹp ha. Đèn viền nội thất 64 màu với nhiều kiểu phối màu khác nhau. Đó, khi mình mở lên thì sẽ có một cái logo Mercedes-Benz chào đón rất đẹp. Đó, vô lăng thì quý anh chị thấy sẽ tương tự nhau. Trên phiên bản lớp thì cái phần nó nổi bật hơn đó chính là cái phần ốp gỗ nữa quý anh chị. Đó, ốp gỗ ha. Ốp gỗ nội thất nhìn rất là đẹp. Màu nâu nhìn rất là sang luôn. Còn màn hình thì hầu như là tương tự. Nhưng mà trên phiên bản C200 Plus và C300 thì quý anh chị sẽ được trang bị van Burmester 15 loa công suất là 710W. Rồi có rèm điện như mình nè, rèm điện phía sau và rèm chỉnh cơ cho hai cửa sổ phía sau. Và trên chiếc xe này là nội thất màu nâu. Đó, như nãy Hoàng có chia sẻ, màu nâu thì trần sẽ là màu tối. Đó, quý anh chị có thể xem thực tế được màu đen và màu nâu ở trên các phiên bản C. Đó, ghế màu nâu nè, kiểu dài ghế màu nâu ha. Rồi, và những cái điểm hơn trên đây là mình kể ví dụ như sẽ có thêm là Burmester 15 loa 710W. Và ngoài ra thì cái mặt đắp lô là cái này sẽ sử dụng một cái vật liệu mới của Mercedes-Benz, đó chính là nắp Palux. Da là da Etico các bạn, nhưng mà cái giao diện đó, mình sợ nó giống y chang như nắp 3 luôn. Khác cái mặt đắp lô này, rồi bọc gỗ và thêm một số cái option như là loa Burmester, rồi hệ thống hỗ trợ giữ làn đường đó, hệ thống hỗ trợ giữ làn đường chủ động ha. Trên chiếc CC 100 Plus này thì sẽ được trang bị. Rồi và mình sẽ xem sơ lược ở phía sau. Đây phía sau thì kích thước thì quý anh chị sẽ thấy hầu như là y chang nhau. Đó, trên phiên bản C200 Plus và C300 thì sẽ có thêm cái rèm che nắng hai bên hông cho mình. Và rèm điện chạy ở phía sau lưng này. Đó, rèm điện ở phía sau. Cái này là mình đang hạ xuống ha, khi đóng thì sẽ có cái rèm chạy lên. Hàng ghế sau này thì tất cả phiên bản đều gặp được các quý anh chị, sẽ có vệ thị tay và đa số ở phía sau thì sẽ có thêm cửa gió điều hòa cho mình. Nó đèn viền nội thất không? Quý anh chị nhìn ban đêm nó rất là đẹp luôn. Bây giờ Hoàng sẽ qua quay nhanh chiếc C300. Về ngoại thất thì nãy giờ Hoàng có quay rồi, thì C300 cũng sẽ có tính năng chìa khóa thông minh này. Do được trang bị gói an toàn B20 nên trên chiếc C300 quý anh chị, điểm mù nó sẽ khác với hai chiếc xe C200, nó chính là hệ thống điểm mù chủ động. Có nghĩa là khi ví dụ như xe báo điểm mù rồi, báo hình ảnh và âm thanh mà mình vẫn cố tình mình đánh lái vô thì nguy cơ va chạm với xe phía sau rất là lớn, thì xe sẽ tự phát hiện ra và sẽ phanh hai bánh xe phía ngược lại để giật vô lăng nhẹ một cái báo hiệu cho mình nếu như mình đánh lái vô thì sẽ va chạm, xảy ra va chạm với xe phía sau. Đó là trên chiếc C300 hoặc là gọi là C300 sẽ được trang bị tính năng này, hệ thống điểm mù chủ động quý anh chị nha, chỉ trang bị trên những cái xe mà có gói B20 thôi. Và cái điểm mù này khi mình tắt máy thì sẽ vẫn hoạt động khoảng vài phút để khi mình mở bốn cái cửa này, ví dụ như có một cái cửa nào đó mở ra và có xe hoặc là người đi bộ hoặc gì đó ở phía sau đi lên các bạn, xe phát hiện ra thì mình giật cái tay nắm cửa ra thì xe sẽ báo bằng âm thanh hình ảnh nó và chớp những cái đèn pin nó thắt cái bên tắt đi cửa để cho mình biết nếu mình mở cửa ra thì sẽ rất là nguy hiểm. Đây là một cái tính năng rất là hay ở trên những dòng xe Mercedes-Benz hiện tại bây giờ. Sẽ tùy theo dòng xe các bạn nha, một số dòng xe thì chưa có được trang bị những cái mà như Hoàng vừa nói. Nhưng mà trên những chiếc xe C-Class và GLC thì đã được trang bị. Chỉ trừ cái điểm mù chủ động thì nó sẽ hoạt động hơi khác thêm một chút. Đó, và đây là nội thất của chiếc C300, một phiên bản là đầy đủ option nhất. Quý chị thấy khác ha, chiếc camera đó chính là cái vô lăng AMG thiết kế mới. Và nội thất là ốp sợi kim loại. Và cũng giống như C200 Plus thì phiên bản này trên mặt đắp lô sẽ là da nắp Palux. Màn hình súng cũng sẽ tương tự thôi. Nhưng về gói an toàn thì quý anh chị sẽ thấy trên C300 sẽ trang bị thêm cho mình, nó chính là tính năng Reset. Tại vì xe này sẽ có gói B20, một cái gói an toàn của Mercedes-Benz mới nhất hiện tại bây giờ, và có thêm tính năng là giữ khoảng cách chủ động nè, Disconnect. Tính năng này thì giúp khi mà mình đi cao tốc hay là đừng, nói chung đi cao tốc sẽ giúp cho mình giữ khoảng cách an toàn với xe phía trước. Và tính năng Reset, một tính năng hỗ trợ cho mình. Đó, mày ha, trên dây đai an toàn sẽ có chữ Reset cho mình này.
Khi mình thắt dây vô thì dây đai vàng sẽ siết người mình lại một chút. Nội thất ghế da màu đen, ghế da Atico màu đen ha. Và có một sự lựa chọn nội thất nữa là màu nâu. Nhưng mà màu nâu của trên chiếc xe này sẽ giống như chiếc GLC bên đây. Đây em sẽ quay luôn cái nội thất màu nâu trên cho những dòng xe C300 và GLC300 cho quý chị xem. Đây, nếu mà nội thất nâu thì quý anh chị sẽ thấy nó y chang như vậy luôn. Đó, nó sẽ pha giữa màu nâu và màu đen. Đó, ở trên C300 cũng sẽ tương tự như vậy luôn quý anh chị. Một video mà quý anh chị có thể xem được màu sắc và tất cả các nội thất của những dòng xe C và GLC luôn. Đó. Nếu như quý anh chị nào có nhu cầu đang tìm hiểu về sở hữu của mình một dòng xe nào đó của Mercedes-Benz thì hãy liên hệ ngay với em qua số điện thoại 0918601766 nha. Và em có thể hỗ trợ lái thử tặng nhà luôn. Và chương trình giá thì trước khi mua xe Mercedes-Benz, đừng mua xe nếu khi mà chưa liên hệ em ha. Em luôn luôn có những cái chương trình tốt nhất giúp cho quý anh chị có thể sở hữu được một chiếc xe sang nè. Và ngoài ra thì phục vụ sau bán hàng nữa quý anh chị. Đó, và C300 thì sẽ có thêm cho mình là cửa sổ trời. Cửa sổ trời toàn cảnh luôn. Panorama. Rồi bây giờ em sẽ quay ra phía sau cho quý chị xem nè. Nó không gian phía sau thì quý chị sẽ thấy hầu như chiếc xe ba chiếc xe đều sẽ tương tự nhau ha, chỉ khác nhau về option thôi. Đó, rèm che nắng nè. Rèm che nắng rồi ghế phía sau thì mình có thể gặp được khi mà mình chở những cái đồ dài. Đó, quý chị ha, khi mình muốn gặp xuống thì mình chỉ thao tác một cái nút ở phía sau thôi để thì tay đầy đủ hết. Đèn che nắng cũng đầy đủ luôn. Rồi, và vừa rồi là những chia sẻ của em về những chiếc xe C-Class đang có mặt tại showroom. Và những chiếc xe này hiện tại là đang được ưu đãi trước bạ 50% từ tháng 9 cho tới tháng 11. Đó, 50% lệ phí trước bạ của nhà nước. Ngoài ra thì sẽ có thêm nhiều chương trình từ đại lý nữa nếu như quý anh chị sở hữu trong tháng 9 này. Và tháng 9 là tháng chốt quý, nên chương trình khi mà quý anh chị liên hệ với em thì chắc chắn với quý anh chị là sẽ có một chương trình cực kỳ tốt. Rồi bây giờ thì em sẽ kết thúc video ở đây. Cảm ơn quý anh chị và quý khách hàng đã bỏ một chút thời gian xem video của em. Nếu video hay thì hãy cho em một like và ấn theo dõi kênh của em nhé, để có động lực ra thêm nhiều video sẽ hay hơn. Nếu như trong quá trình review có chỗ nào đó sai sót thì mong quý anh chị bỏ qua và hãy comment cho em biết để em có thể cải thiện ở những video tiếp theo. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị. Chúc anh chị một ngày thật là tốt lành và vui vẻ.